Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phúc Châu Đảo, chính lao đào, Huệ âm mưu hạ ông Tổng. Lâu nay, Vương Đình Huệ vẫn trung thành với cách làm chính trị là quan sát nhiều hơn thực hiện. Cái khôn của Huệ là nhờ thế lực mạnh che chở và cú tọa sơn quan hổ đấu. Đến lúc các đối thủ kiệt sức hoặc ngã ngựa thì ông ta ung dung tiến lên mà không tốn chức sức lực nào. Là cặp đệ tử ruột của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ cứ ngồi yên để cho Nguyễn Bá Thanh chiến đấu. Khi Nguyễn Bá Thanh bị hạ đo ván, phải bỏ mạng vì một căn bệnh hết sức bí hiểm, thì ông Huệ trở thành đệ tử ruột số 1 của ông Tổng Trọng thay cho Nguyễn Bá Thanh. Trước hội nghị trung ương lần thứ 5 và hiện nay cận kề hội nghị trung ương lần thứ 6 sắp khai mạc, ông Vương Đình Huệ vẫn cứ cách làm chính trị y như vậy. Ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính đang phải chiến đấu cật lực để chống lại những cáo buộc nhắm vào bản thân, thì ông Vương Đình Huệ cứ ung dung tự tại. Không biết cách làm chính trị như vậy có đưa ông Huệ đến với chiếc ghế Tổng Bí thư hay không thì cũng phải chờ thời gian mới biết được. Mặc dù vậy, cách làm này cho thấy ông Vương Đình Huệ đang rất khôn khéo so với hai đối thủ còn lại. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì đang rất khó khăn trong nhóm tam trụ Phúc Chính Huệ. Vợ Nguyễn Xuân Phúc được xem là bà giấu mặt trong vụ đại án Việt Á. Đó là một bà trùm. Tô Lâm đang muốn nhảy vào để chiếm chiếc ghế Chủ tịch nước ở giữa nhiệm kỳ này, và cơ bản là ông Tô Lâm đang được ông Tổng Bí thư hậu thuẫn. Hơn nữa, ông Tô Lâm hiện nay đang nắm những cuộc gọi đi gọi lại từ nhiều số điện thoại của Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, và một số bí ẩn bị cho là xuất phát từ bà Trần Thị Nguyệt Thu. Ngoài ra còn có dự án chống ngập của Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phúc chỉ đang ở thế chống đỡ, mà chống đỡ được đã là một thành công lớn, chứ chưa có khả năng tranh giành chiếc ghế Tổng Bí thư là xem như ngoài khả năng của mình. Ông Phạm Minh Chính thì cũng đang lao đao vì bê bối, mà đặc biệt là vụ buôn bán vũ khí có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bắt được bà Nhàn thì xem như sự nghiệp của ông Phạm Minh Chính sẽ sụp đổ. Không ai không biết ông Tô Lâm là chuyên gia bắt cóc. Nếu Tô Lâm mà đánh hơi được nơi ở của bà Nhàn thì cán cân quyền lực sẽ nghiêng hẳn về liên minh Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Trật tự trong tứ trụ lẽ ra được sắp đặt lại từ hội nghị trung ương lần thứ 5, nhưng cuối cùng không có xáo trộn gì. Người ta hy vọng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bị thay thế thì ông vẫn sừng sững ngồi đó. Thậm chí sau hội nghị trung ương lần thứ 5, ông Trọng cho bắt ngay và luôn hai ủy viên trung ương đảng tầm cỡ, đó là ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thành Long. Như tờ Thời báo.d đã phân tích, ông Tổng Bí thư đang gặp sóng ngầm nhắm vào ông, và sóng ngầm đó xuất hiện từ trước hội nghị trung ương năm nhưng ông vẫn vững. Hiện ông Trọng đang chạm hai ủy viên trung ương đảng sau khi ông trụ lại được, cho thấy ông Trọng đang cố chứng tỏ ông còn mạnh lắm. Mà ông đang cố chứng tỏ sức mạnh thì theo ý kiến của một số người đánh giá là ông đang gặp sóng ngầm thực sự. Như vậy thì với tình thế hiện nay thì ghế của ông Phúc trao đảo mạnh. Phạm Minh Chính thì cũng lao đao vì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Còn lại ông Vương Đình Huệ xem như vẫn an toàn nhất. Mặc dù việc ông Vương Đình Huệ để lộ đứa con gái ăn học tại Mỹ là một điểm đen tốn kém hàng trăm ngàn đô la, nhưng xem ra điểm đen này cũng không lớn lắm trong đảng. Vậy vấn đề của ông Huệ hiện nay là gì? Đó là câu hỏi dư luận đang đặt ra. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vấn đề của ông Huệ hiện nay là muốn ông Trọng nhường ngôi càng sớm càng tốt, mặc dù ông Huệ đang là đệ ruột của ông Tổng. Và nguyên nhân vì sao lại như vậy? Là vì để tránh đêm dài lắm mộng. Bởi như Thời báo.d đã phân tích ý kiến của một số nhà phân tích rằng ông Tổng là người rất khó lường, là đệ tử nhưng biến thành kẻ thù rất nhanh chóng. Cũng có thông tin cho rằng ông Huệ đã từng âm thầm cấu kết với hai trụ còn lại để ép ông Tổng rời chiếc ghế bất thành. Tuy hiện tại vẫn là đệ tử của ông Tổng, nhưng rất dễ bị ông Tổng lật kèo bất cứ lúc nào, và trong chính trị không thể tin ai tuyệt đối được. Đó là nguyên tắc sống còn. Và với tham vọng không đổi, việc ông Huệ đang tìm cách làm ông Tổng phải rút để ông hưởng lợi là có cơ sở.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Càng gần tới ngày phán quyết, số phận Chủ tịch Phúc càng giống số phận cố Chủ tịch Quang. Như tờ Thời báo .d đã phân tích những bản tin trước đây, khi vào tứ trụ, người ta không đấu nhau bằng những bản kỷ luật công khai do Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Vì ủy ban này không đủ tầm để mới tới chiếc ghế này, nên nhóm tứ trụ có luật chơi khác. Đó là luật ngầm, không phải luật nổi. Theo những gì chúng tôi điều tra được, thì trước đây, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa ra hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là rút lui khỏi chiếc ghế Chủ tịch nước bằng hình thức cáo bệnh, mặc dù ông Chủ tịch nước lúc đó rất khỏe mạnh. Việc rút lui bằng hình thức cáo bệnh sẽ được phía đối thủ đảm bảo cho phúc phần để an hưởng cho đến già, bất kể tài sản đó từ đâu mà có. Hoặc nếu không thì sẽ bị các biện pháp mạnh, nhưng biện pháp thì chưa rõ. Những thế lực chính trị này nói bóng nói gió để đối thủ tự hiểu chứ không nói toạc ra. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm cần ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỗ trợ. Cách chọn của ông cố Chủ tịch nước lúc đó là không rút, vì ông tự tin rằng ông từng là đại tướng, bộ trưởng Bộ Công an đầy uy quyền. Và sự tự tin kiểu đó không biết lượng sức mình như thế đã dẫn ông đến một căn bệnh bí hiểm và chết đột ngột, để lại chiếc ghế Chủ tịch nước trống trơn. Và chiếc ghế này không ai dám ngồi, vì tất cả đều biết rằng nếu ngồi vào đó sẽ có cái kết cục giống Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nên cuối cùng ông Tổng Trọng mới miễn cưỡng ngồi vào như là một giải pháp tình thế tạm thời. Thời kỳ ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang bị bệnh lạ mất mạng, ông Tổng Bí thư đang giáo diết cho lập một vị thế độc tôn giống như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập là con người có siêu quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên ông Trọng cũng muốn như vậy. Tuy nhiên, khi gộp hai chức này vào tay ông Tập, thì quyền lực của ông Tổng Bí thư không mạnh hơn là bao, bởi chiếc ghế Chủ tịch nước Việt Nam vốn là ghế bù nhìn, chứ không như chiếc ghế Chủ tịch nước bên Trung Quốc vốn có thực quyền hơn rất nhiều. Vì thế, quyền lực không mạnh lên, ông Tổng Trọng đã nhả chiếc ghế Chủ tịch nước đầy tay tiếng, và lúc đó ông Nguyễn Xuân Phúc mới dám ngồi vào chiếc ghế này. Ghế Chủ tịch nước hiện nay là không có giá trị đối với ông Tổng Bí thư, tuy nhiên nó rất có giá trị đối với những người khác đứng ngoài nhóm tứ trụ và ngấp nghé với việc buộc phải về hưu nếu chờ đến năm 2026. Hiện có hai nhân vật đang muốn ông Chủ tịch Phúc phải rời chiếc ghế để họ chen vào, và nhờ đó họ không bị giới hạn tuổi tác cho nhiệm kỳ sau. Hiện nay có ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, và ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đang tranh giành chiếc ghế này. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Lần này, ông Tổng Bí thư đang quyết ép ông Chủ tịch Phúc rời ghế để cứu lấy sự nghiệp chính trị cho ông Tô Lâm. Cũng lần này, ông Tổng không dành chiếc ghế Chủ tịch nước cho bản thân, mà ông dành cho thuộc hạ. Mặc dù vậy, mức độ khốc liệt trong cuộc chiến giành lại chiếc ghế này cũng không thua kém gì bất kỳ cuộc tranh luận nào và tranh ghế nào vào năm 2018 là mấy. Không biết ông Chủ tịch Phúc sẽ cương đến mức nào. Nếu ông Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước, thì ông Trần Quốc Tỏ cũng sẽ có cơ hội giành chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Tuy trong Bộ Công an, Trần Quốc Tỏ là một phe và Tô Lâm là phe khác. Mặc dù vậy, nếu chiếc ghế Chủ tịch nước được trống thì cả Tô Lâm và Trần Quốc Tỏ sẽ cùng có lợi, và không loại trừ họ lại liên minh với nhau để chống ông Chủ tịch Phúc. Đây là hình ảnh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một bài học rất lớn cho Nguyễn Xuân Phúc với cái chết đầy bí ẩn. Có thể nói ông Chủ tịch Phúc hiện nay đang tứ bề thọ địch. Tuy nhiên ông Chủ tịch chỉ ngán nhất là ông Tổng Bí thư. Nếu ông Tổng Bí thư nhiệt tình ra tay giải cứu sự nghiệp chính trị của thuộc hạ Tô Lâm, thì ông đương kim Chủ tịch nước hiện nay khó thoát khỏi số phận, nhưng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang là bị dồn vào đường cùng và bị buộc phải chọn một trong hai điều kiện. Ông Nguyễn Xuân Phúc có tình thế ngày càng giống với ông Trần Đại Quang, không biết ông sẽ lật kèo như thế nào? Chúng ta hãy cùng đợi xem để biết kết quả vào thời gian tới.